Từ gỗ nào giới thiệu với chị tác phẩm một bình tùng bonsai để chế tác chất liệu gỗ hương tai chị nhá. Một bình tùng bonsai dáng theo rổ rất đẹp. Chị coi này. Với chiều cao là 75, ngang là 62 và sâu là 33 chị nhá. Vâng, cao là 75, ngang là 62, sâu là 33. Thì chất liệu gỗ hương ta, một bình tùng rất đẹp. Siêu đẹp luôn, anh chị nào Tết nhất đến nơi rồi. Anh chị nào mà thấy ưng bụng thì có thể điện cho bên em Từ Gỗ Sửng Hồng, số điện thoại 0987336318 để sở hữu cái bình tùng dáng thác đổ tuyệt vời này. Về trưng thì quá tuyệt vời rồi. Anh chị này, một bình tùng rất đẹp. Chất liệu gỗ hương ta, màu sắc rất tuyệt vời. Vâng, cao là 72, 75, ngang là 62 và sâu cho tác phẩm là 33 chị nhớ. Em xin được báo giá cho tác phẩm, báo giá tác phẩm là 6,5 triệu chị nhớ. 6,5 triệu, vâng, 6,5 triệu tác phẩm cây tùng này, bình tùng này, đây anh chị này, đục rất là kinh bông đây nhá. Bình tùng này những cái cành nhỏ này, đó này, đục rất đẹp luôn. Cái dáng thay đổi rất tuyệt vời anh chị nhớ. Sẽ quay một vài vòng cho chị được coi. Và ở cái tác phẩm này thì cái bình kia, cái bình và cái đế này liền nhau chị nhá, cái bình cái đế là liền nhau nhá, và có phải chấp một vài những cành nhỏ để cho tán được cân đối và đẹp anh chị nhá. Và còn một chiếc phần ngọn này, ngọn cây cũng phải chấp anh chị nhá. Và sau đây em sẽ quay một vài vòng này cho chị quay thử lãm cái toàn bộ tứ diện của tác phẩm ạ. Còn một cái bình tùng rất đẹp, cho chị thấy cái dáng đẹp không, tuyệt vời. Vâng, và anh chị nào muốn sở hữu bình tùng này liên hệ với Từ Gỗ Sửng Hồng, số điện thoại 0987336318 chị nhá. Giá cho tác phẩm bình tùng bonsai cao 75, ngang 62 và sâu tác phẩm là 33 này có giá là 6,5 triệu chị nhá. 6,5 triệu một tác phẩm bình tùng rất tuyệt vời này. Em sẽ quay nhiều góc độ cho chị coi. Đây, nhìn từ trên xuống, nhìn từ dưới lên, nhìn từ ngang qua. Vâng, rất tuyệt vời luôn. Thân liệu của chúng ta vân rất đẹp anh chị nhá, vân hình tùng rất tuyệt vời luôn, vân rất đẹp. Đây cái bình rất cân đối và tròn, tay rất đẹp luôn. Và cái phần bình này và cái phần đế này là liền nhau anh chị nhá. Không có chị nào muốn mua cái bình tùng này về trưng Tết thì tuyệt vời này, hãy liên hệ với em nhá. Và anh chị đừng quên nhấn đăng ký subscribe kênh YouTube của Từ Gỗ Sửng Hồng để theo dõi những sản phẩm bên em làm ra hàng ngày. Cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại.